Mất đâu. Má lỗ xăng mình đụ má trong tim luôn. Ai? Súc vật đó à? Mạnh nhất, mạnh nhất. Để tôi chiến với mấy thằng này đó. Ui, chưa bắn được. Bây giờ bạn quăng cô dưới mà. Chiến nó luôn, giết ba. Giết cái lồ á, nó giết luôn á. Ê, nút này mày. Nút này. Ê. Sống rồi. Ui, ui. Lầu má gì như mấy ngu á, đủ má. Nó dám bỏ đâu đúng luôn. Ủa, nó có gì bằng vàng vậy? Ui, đủ má. Lộ má chết luôn. Lộ cái ly để đắp nè. Bắn kia, mở A nè. Má đã hoài. 10 giây đắp, 10 giây đắp nha. Ôi cái đéo gì thế. Đi bè. Ơi, nó đỉnh. Có lát phải. Hay vậy rồi, hết lát rồi, hết lát rồi. Ui. Lấy cái chỗ dưới luôn. Ê. Ờ má, người ta gọi là kỹ năng. Giết nó mày. À, đúng rồi, giết nó, mày giết nó. Chờ nó, chờ nó. Top mình có tà le, top mình có tà le. Ôi yêu nè. Top mình có tà le, đó. Chiến nó, ôi ôi ôi, nó hơi mạnh. Má nó gích nhiều quá mày ơi. Giết AD, giết AD nó. Ui, đâu má. Má nó lát giết tao. Má. Kỹ năng. Con nút. Trời ơi, lật cái kèo luôn. AD ở đâu rồi? Chỗ nó ai mày? Trời ơi, Akali đủ má. Trời ơi, con Akali nè, con Akali. Luôn. Chừng mất xe. Mới mất xe có một con rồi mấy ông cứ dậy. Nó xuống chơi em kìa. Trời đó. Tới rồi mày. À, ok. Rồi đông quá. Đông quá. Khó quá. Rồi đi đi, kim nè. No, cứ đi, cứ đi, cứ đi, đi. Đi. Còn đúc á. Ra được mày à. Akali còn có Akali quay lại. Còn có chín mấy máu à. Này.
hay, má Lee Sin đánh hay đó, đây đúng là Lee Sin. Này giờ không để ý. Đeo khăn. Rồi, bỏ đi. Chơi không lại đâu. Điên hả? Điên hả? Điên rồi chơi đó. Chơi, okay, chơi đó. Điên nè. Lụm liền con hàng. Chơi, chơi. Nó tính két mình, nó tính két mình. Ơi, ơi. Nó tính két con xe, nó tính két con xe. Trời, trời, nó đòi chơi nè. Bỏ chơi luôn mà. Ra này, ra này, ra này, ra này. Rồi, rồi, sắp luôn, rồi, sắp luôn. Sắp luôn, sắp luôn, sắp luôn. Nó tìm đéo lên vậy. Không, nó không lên được á. Nó không lên được. Khó lên. Ui, bình lùi đi, bình lùi đi. Đây, nó hụt cái chiều mà, cho được á. Bắn đầu, bắn đầu. Được các bạn. 5 giây, 5 giây có rồi tới đó. Biết nằm bằng đây. Em mú rồi. Mày muốn chịu múa quá, chịu múa quá. Thích nè. Tao nè, tao nè, tao nè, tao nè, ở đây nè. Gắt vậy. Mấy thằng em tao nó hip hop. Anh nó bắn mày mặt rồi. Nó bắn mạnh quá, không có giáp á. Táp về nút. Tôi về. Về luôn. Không. Lên đầu cát xong bắn chay với nó luôn. Nút con nút mày. Stop. Thôi về 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 đi, về đi, thôi về đi, về đi. Anh em mình chiến. Đeo đép luôn. Má nó xua luôn rồi. Chè nó không? Hay sao?